Khoan, mày đến rồi à? Không biết mua nhiều như này tao đủ chưa nhỉ? Chả biết làm sao thằng Pinh nó bảo mang một đống Tony đến nhà nó. Không biết có chuyện gì nhỉ? Nó bảo là Tony vừa có một cái game mới gì đấy, cực kỳ hay. Không biết là cái game gì nhỉ? Tò mò thế không biết. Thôi, đi vào nhà nó đã. Ờ, Pinh! Pinh! À, đến rồi à, vào đi. Mày làm gì mà gọi tao đến giúp thế? À, đấy là vì cái này. Một trò chơi mới có tên là Toonies Đại Chiến Sinh Vật Vũ Trụ Ảo. Cái gì? Sinh vật vũ trụ ảo á? Đúng vậy. Hãy nhìn những sinh vật vũ trụ ảo đi, được không? Ôi! Chủ đề của Toonie lần này chính là xoay quanh những sinh vật có tên Toonimon. Này, mày có thấy cái này nó giống cái gì không? Tao cũng thấy nó giống cái gì ấy. Nhiệm vụ của chúng ta chính là điều khiển những chú Toonimon này để đánh bại Titan, một loài sinh vật vũ trụ cực kỳ xấu xa, muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Sức mạnh của chúng rất là kinh khủng, lại còn đông nữa. Nên là cả cái vũ trụ này chỉ có mỗi mình sinh vật Toonimon là có đủ sức để đánh bại chúng mà thôi. Wow, câu chuyện hấp dẫn đấy. Chơi như nào đấy hả Pinh? Rất đơn giản. Đầu tiên chỉ cần đăng nhập vào trang web Tooniverse.vn. Đó, sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Đó, ok chưa? Đó, sau khi đăng nhập game, chúng mày sẽ được tặng ngay một lần mở trứng miễn phí. Đó, sau khi mở trứng, chúng mày sẽ được nhận một trong bốn chú Toonimon đáng yêu như này. Ngay khi có Toonimon, chúng ta sẽ tham gia vào trận chiến đánh bại Titan ngay lập tức. Wow, bây giờ bắn căng luôn chứ gì hả? Bắn cái này này đi. Cái nào? Bên đây 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 khó lắm, đêm khó lắm đấy. Wow, hay thế nhở? Mà cái game này cứ làm tao nhớ lại cái game bắn gà ngày xưa nhá. Sau khi vượt qua các màn chơi thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng để nâng cấp sức mạnh hoặc là những đồng xu để vào cửa hàng mua đồ. Ok không? Thế mày bắt bọn tao mang một đống túi ni đến đây để làm gì? Ôi giời, để nạp xu nâng cấp sức mạnh chứ còn gì nữa. Đưa đây xem nào. Đây nha, những cái gói Toonie như này thì bên trong đều có một mã code. Chúng ta chỉ cần nhập mã code này là chúng ta có thể quay vòng quay may mắn rồi. Ghê vậy sao? Chỉ cần có xu, chúng ta có thể mua rất nhiều thứ để nâng cấp sức mạnh cho Toonimon. Và nếu như nâng cấp đủ thì Toonimon còn có thể tiến hóa nữa cơ. Tao lại thấy nó giống cái gì ấy. Giống gì nhỉ? Nhìn đây này, tao chơi một tí mà lực chiến đã hơn 4.000 rồi cơ mà. Không thể nào mà để thằng Pinh vượt bằng anh em mình được. Phải về nhà để triệu hồi ngay Toonimon bảo vệ vũ trụ thôi. Đúng rồi. Đi rồi, đi. Để lại tao mới có Toonie đã. Ôi giời, mày cái thằng này. Thằng Pinh xuống xuống đấy. Dạ vâng, mày đợi con tí, con xuống ngay đây. Ui dồi, ui, trò này còn chơi được cả trên điện thoại nữa. Tiện thật đấy. Tiếng gì đây? Tiếng gì nhỉ? Trứng à? Con quen nhỉ? Thằng Minh! Mày có nghe nó gọi xuống không? Dạ, nó xuống đây đây! Nó xuống đây! Mẹ!
Con ăn no rồi. Hôm nay con có bài tập nên là con đi lên học trước đây. Nha, đi đây. Quả trứng vỡ rồi. Thế còn thứ bên trong đâu? Chẳng phải là một chú Tunimon à? Hình như là Kỳ Nhông David đúng không? Không lẽ nào Tunimon là có thật sao? Không thể tin được. Mấy thằng bạn à? Alo, alo chúng mày à? Alo, chúng mày ơi, chúng mày sẽ không tin được chuyện gì đang xảy ra đâu. Mày cũng không thể tin chuyện xảy ra với tao đâu. Endoen, thôi chúng mày đi hết đi. Tao là đứa cần phải ăn này. Chưa bao giờ trong cuộc đời tao gặp phải cái chuyện đấy cả. Không lẽ nào chúng mày cũng gặp chuyện giống tao? Giống là giống như nào? Chúng mày không bao giờ giống tao đâu. Đây là câu chuyện có một không hai. Nói mà chẳng tin gì cả. Bây giờ nhá, chúng mày mang hết chuyện của chúng mày đến nhà tao ngay, họp khẩn cấp. 15 phút nữa có mặt, được chưa? Được, 15 phút nữa gặp nhau. Ok. Đi. Xem đây có phải là thật không? Tắt mẹ lên. Sao mày tắt tao mẹ thế, thằng điên này? Thế phải thật không? Đau như này chắc chắn là thật rồi. Tunimon là có thật mẹ ạ. Tunimon là có thật rồi. Nhưng mà tại sao lại có 3 Tunimon rơi ở nhà anh em mình? Ừ nhở. Chẳng lẽ sao có chuyện gì xảy ra? Không, không muốn đâu. Không thể nào. Đã tìm thấy đối tượng, triển khai xử lý. Cậu muốn gì? Tại sao lại vào nhà tôi? Ông là ai? Xin chào các bạn trẻ. Ta là người đại diện của tổ chức nghiên cứu phòng chống thực thể vũ trụ. Tên ta là Trường Fury. Bọn ta đã phát hiện được 3 thực thể vũ trụ rơi xuống trái đất vài tiếng trước. Sau khi truy tìm, thật may 3 thực thể đều nằm ở đây. Không phải ông muốn mang những sinh vật này về để thí nghiệm không? Chúng tôi không đồng ý đâu. Đúng vậy, làm như vậy là vô đạo đức. Ngược lại là đằng khác. Ta muốn 3 cậu kết hợp với những sinh vật ngoài vũ trụ này để bảo vệ trái đất. Cái gì? 3 thực thể vừa đổ bộ xuống trái đất kia chính là những Tunimon, những sinh vật đang ngày đêm bảo vệ vũ trụ của chúng ta khỏi một thế lực đen tối. Không lẽ nào chính là lũ Titan? Đúng vậy, Titan cũng là sinh vật ngoài trái đất. Tuy nhiên, chúng vô cùng hung ác. Chúng đã phá hủy không biết bao nhiêu hành tinh ngoài vũ trụ. Và mục tiêu tiếp theo của chúng chính là trái đất. Cái gì? Trái đất à? Ngay sáng mai thôi, lũ Titan sẽ mở 3 cổng không gian và tiến hành xâm chiếm trái đất của chúng ta. Vậy sao không sử dụng một cái lực lượng mạnh để mà ngăn bọn chúng lại? Không dễ như vậy đâu. Cơ thể của lũ Titan này rất đặc biệt. Chỉ có những sinh vật vũ trụ khác như Tunimon
mới có thể đả thương được chúng tôi. Nhưng mà tại sao lại là ba chúng tôi? Các Tunimon sau khi biết được kế hoạch của Blue Titan đã ngay lập tức đổ bộ xuống trái đất thông qua tần sóng phát ra từ trò chơi đại chiến sinh vật vũ trụ ảo mà các cậu đang chơi, và từ đó tìm được đúng vị trí của ba con. Bất kỳ ai được Tunimon lựa chọn đều là chủ nhân duy nhất của nó, có thể điều khiển được nó bảo vệ trái đất. Uầy, căng thẳng như thế sao? Mở máy điện thoại của cậu ra kiểm tra đi. Ui, nhìn này. Ui, ô, ô. Thật luôn à? Vì đây là những sinh vật ảo nên chúng có thể thoải mái di chuyển trong các thiết bị điện tử và sẵn sàng chiến đấu khi các cậu cần. Số vật của thế giới đã phụ thuộc vào ba cậu đấy. Các cậu đã sẵn sàng giải cứu thế giới chưa? Sẵn sàng. Tốt lắm, trái đất này có hy vọng rồi. Kế hoạch như sau: ngày mai người của tôi sẽ dẫn các cậu đến ba địa điểm mà Blue Titan sẽ xuất hiện. Tại đây hãy kích hoạt sức mạnh của các Tunimon và ngân chiến với bọn chúng. Dừng lại, chính là chỗ này. Dừng lại. Đến nơi rồi. Dừng lại. Đến nơi rồi. Nhìn kìa. Đâu? Cái cậu quốc gia nè. Chúc may mắn nhá. Chúc may mắn. Ôi, ôi trời. Chúc may mắn nhá. Ôi, đi. Ôi, ôi. Đã đến lúc ra tay rồi. Phải liều thôi. Mình là chủ nhân của Tunimon cơ mà. Triệu hồi Tunimon. Triệu hồi Tunimon. Triệu hồi Tunimon. David, cùng tiến lên nào. Tiến lên nào, Edgar. Tiến lên nào, Quinn Tut. David, tấn công. Tấn công. Tấn công. Bên trái kìa. Bên phải. Bên trái. Bên phải kìa. Bên phải. Bên trái. Ôi, bên trên nữa. Titan kia, dám xâm chiếm trái đất của tao sao? Không dễ đâu. Tiếp tục tăng sức mạnh. Đi cua. Vào đây. Đây là đoàn kết liêu. À! Thành công rồi. À! Thành công rồi. Yes. Yeah. Yes. Đi cua. Yeah. Tăng tốc độ đánh. Hay lắm. Thủy đốt. Yes. Bảo vệ trái đất rồi. À! Yeah. Thành công rồi. Tăng độ chính xác. Hay lắm. Tấn công. À! Cánh cửa đóng lại rồi. Chiến thắng rồi. Yeah. Yeah. Thành công rồi. Sống rồi. Vậy là bảo vệ được trái đất rồi. Alo. Tôi biết rồi. Không ổn rồi Pink ơi. Vẫn còn một địa điểm nữa. Đến nơi rồi. Lần này chỉ có một con thôi sao? Là thằng Trăng rồi. Cùng tiến lên nào. Triệu ơi, tôi đi lên. Ok, lên nào. Tấn công!
Sai! Nó vẫn còn sống kìa. Lũ Tulimon yếu đuối mới chào đời này mà đòi đánh bại được tao sao? Nó biết nói sao? Titan là một loài động vật có trí tuệ siêu việt. Nhờ vào việc xâm chiếm các hành tinh, bọn ta có thể nói gần như tất cả các loại ngôn ngữ. Thế được. Giờ thì hãy chết đi. Ôi giời. Sao nó mạnh thế? Quá yếu đuối. Hành tinh của chúng mày sẽ bị Titan bọn tao chiếm đóng. Không thể bỏ cuộc ở đây được. Nhưng mà hắn mạnh quá. Phải làm thế nào đây? Chấp nhận thua đi. Tinh, trước mày còn nói Tulimon của chúng ta có thể tiến hóa và trở nên mạnh hơn đúng không? Đúng vậy. Vậy hãy cùng tiến hóa và đánh bại bọn Titan đi nào. Tuy nhiên, chúng ta phải có đủ mảnh ghép để tăng sao cho Tulimon. Mà tao thì lại không có đủ mảnh ghép để có thể tiến hóa Darwin. Phải làm thế nào đây? Tại sao chúng ta không trao đổi mảnh ghép cho nhau? Tuy tao không có đủ mảnh ghép của Gwentut, nhưng tao lại có đầy đủ mảnh ghép của Darwin đấy. Tao cũng thế. Mặc dù không đủ mảnh ghép cho Enga, nhưng lại đủ mảnh ghép cho Quintut. Ok, vậy thì giờ chúng ta hãy trao đổi điện thoại cho nhau để cùng tiến hóa Tulimon được không? Được, được. Cầm lấy. Này. Tiến lên nào. Đi. Tiến hóa Tulimon. Cái gì thế này? Không thể nào. Cùng cũng đã dậy thi rồi. Có cơ hội chiến thắng rồi. Dạ, tiến hóa này rất lâu mới đạt được cơ mà. Tại sao ba con này vừa chào đời lại có thể tiến hóa nhanh như vậy? Đó chính là nhờ sức mạnh tình bạn. Mày bị điên à? Các anh em, cùng kết liễu chuyến tay từng ngày nào. Không thể như thế được. Tấn cao. Thành công rồi! Yes! Thành công rồi! Ông chưa thắng rồi! Tulimon, nó quay trở lại điện thoại rồi! Một hết sức! Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Các bạn đúng là những Tulio chân chính. Từ nay, chúng ta đã thành lập một nhóm đặc biệt để bảo vệ thế giới và vũ trụ, có tên là Guardian of Universe. 1, 2. Thằng Vinh. Thằng Vinh, mày đã làm gì cái máy nhà? Mà nó có một lỗ to tổ bố đấy kìa. Ông trưởng Fury ấy, ông giúp bọn tôi đi. Giúp thế nào được, ta chỉ phòng chống sinh vật của hành tinh thôi. Sinh vật trái đất này không xử lý được. Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các Tulimon đang chờ đợi bạn ở trong trang web tuniverse.vn ấy. Hãy cùng mình chơi đại chiến sinh vật vũ trụ ảo và ăn Tuni, săn các mang thẻ trên bao bì để quay vòng quay may mắn. Từ đó, chúng ta sẽ tăng sức mạnh cho Tulimon và đánh bại bè lũ Titan bảo vệ vũ trụ nhá. Rất nhiều quà tặng đang chờ đợi bạn ở trong Tuniverse, bao gồm 20 giải may mắn, đó là thẻ cào và vật phẩm online giá trị, 40 giải chinh phục, bao gồm
3 combo thẻ quà tặng của CGV trị giá 1.500.000 đồng. Và đặc biệt là 10 giải chung cuối dành cho 10 bạn có điểm Tuni cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ nhận được một sinh vật huyền thoại bí ẩn và 1 năm ăn Tuni miễn phí. Wow! Hẹn gặp lại các bạn trong Tuniverse. Còn giờ thì bye bye. Động đất à? Không phải. Đấy là bọn anh đang subscribe để tạo động đất anh em ơi.